người, lại là mình đây. Và hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái look Halloween mới, để chính là hóa thân thành vampire. Nhưng mà vampire này thì nó sẽ không quá kinh dị, mà mình chỉ muốn khắc họa một con mẹ vampire, da mặt bủng beo và một chút máu ở đây. Ok, và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái look này nha. Cái look ngày hôm nay thì sẽ cần một làn da bủng beo, cho nên là mình sẽ sử dụng kem nền của nhà Mistin. Cái này thì nó sẽ hơi trắng một chút xíu, nhưng mà phù hợp với cái look ngày hôm nay. Mình còn đang suy nghĩ là không biết nó có trắng như mình mong muốn không, thì mình nghĩ là phải trộn thêm một chút cái eye magic ấy, màu trắng ấy, nó trắng hẳn lên. Đây, mình sẽ trộn với cái màu này, nhưng mà mình đang suy nghĩ là không biết là đánh lên trên mặt nó có ok không. Nhưng mà chúng ta sẽ thử nghiệm cùng với nhau nhá. Mình sẽ test cho mọi người. Đây, màu trắng này mình sẽ trộn với kem nền cho nó trắng hẳn lên. Vampire. Đáng ra mình phải mua một cái lọ kem nền mà siêu trắng. Chết rồi, nó rót cục mẹ cục. Sau khi trộn thì mình đã có một chiếc kem nền trắng xứ như thế này. Tuy nhiên thì nó hơi vón cục nên mình sẽ cố gắng tán nó ra. Mình sẽ phết hết kem nền lên. Cái này thì mình nghĩ là nó sẽ rất là nhanh khô, nên là cần phải tán thật là nhanh. Đó, nó cục ghê, nó không đều màu này mọi người ơi. Thôi chết rồi, ăn cướp rồi các bạn ơi. Đây, mọi người thấy nó siêu trắng chưa? Bởi vì cái này là make up vampire bụng beo mà. Tuy nhiên thì cái nền nó sẽ hơi khó tán, nên là chút nữa mình sẽ xịt một chút xịt khoáng lên, để cho nó mềm cái lớp này ra và mình tán cho nó dễ. Tai, chút nữa mình sẽ make up cái tai. Xịt khoáng lên. Xịt khoáng Aven. Mood ping pong. Tán xong cũng đẹp mọi người ạ. Nền nó không bị quá vỡ đâu. Hôm trước bên Grand Eye Magic gửi làm hợp tác đến mình. Xong mình gạ bảo bây giờ mình đang có chương trình Halloween ở trên YouTube, nhưng mà họ bảo là họ chỉ là nhân viên thôi, cái này phải đợi duyệt. Không biết có được gửi nhiều sản phẩm về để làm YouTube không. Lúc họ nói thì là hợp tác trên kênh TikTok mới của mình. Thì kênh TikTok mới của mình tên là Ngân và Vũ Trụ nha mọi người ơi. Nếu mà mọi người yêu thích skincare các thứ thì mọi người có thể follow kênh Ngân và Vũ Trụ của mình nhé. Cái makeup look vampire này thì chủ yếu là trắng thôi. Da thì có thể lộ khuyết điểm cũng được, không sao hết. Mình xem chạng vạng vampire già người ta cũng không đáng lắm đâu. Từ lúc có con là mình bắt đầu mình rất là ngại đi kiểu làm cái này làm kia. Tại vì là ví dụ như đi lấy nhân mụn là phải mất vài tiếng, 2 tiếng chăm sóc da. Nhưng mà dạo này mình đang làm mấy cái make up look phải make up nhiều, xong da của mình vào buổi tối ấy, cực kỳ khô luôn, kiểu nó bị rát. Bởi vì do mình phải tẩy trang nhiều này, xong rồi mình dùng make up hạng nặng ấy, nên là nó siêu rát luôn. Mọi người nhớ ủng hộ series này của mình nhá, để cho mình đỡ buồn. Nó mà phải lớp lòi le là mình cũng buồn lắm. Cái kem nền Mistin này, những bạn nào mà mọi người da dầu ấy thì nên dùng nha. Bởi vì kem nền Mistin nó sẽ bền vững như xi măng luôn, đảm bảo với mọi người luôn. Kiềm dầu khá tốt. Tuy nhiên thì nó sẽ hơi khô, đánh không cẩn thận thì nó sẽ rất dễ bị mốc nền. Cái make up look này thì sẽ khỏi phải che khuyết điểm mắt luôn, tại vì chút nữa chúng ta sẽ vẽ cái quầng thâm mắt ấy, nó phải thâm, cho nên là khỏi che khuyết điểm làm gì, cứ để cho nó thâm như vậy luôn mọi người nha. Ta-da! Thế là xong lớp nền nha. Trông cũng được đúng không? Không đến nỗi chúng ta không cần phải bỏ tiền ra để mua một chiếc kem nền trắng nữa đâu, bởi vì chúng ta có thể mix phủ phấn lên. Mình sẽ phủ phấn nén nha. Ở cái make up này thì mình muốn trông nó bủng beo, cho nên là mình cũng không cần phải rộng quá nhiều, cho nó có bụng cả bụng bụng cũng tốt. Và kỹ thuật của chúng ta vẫn là đập phấn lên, lấy cái cọ to đập cho nhanh. Dùng phấn nén nó vẫn là một cái gì đấy rất thích. Nói chung là mình đánh kem nền ở đâu thì mình phải phủ phấn đến đấy, không thì nó sẽ bị bay mất lớp nền đó mọi người ạ.
Cho nên là kể cả phần cổ hay là phần tai mình vẫn phải đập phấn lên nha. Mọi người thấy sự đối lập chưa? Kem trộn miền Tây. Đôi khi mình nghĩ là hay là mình dùng kem trộn trên body đi cho nó nhanh ấy. Tại vì mọi người biết không, mình bôi những cái loại body lotion các thứ ấy, mình phải rất là kiên nhẫn thì nó mới sáng mặt lên, à quên, sáng da lên. Chứ nó không thể sáng nhanh như ở kem trộn miền Tây đâu, nói thật. Nó có sáng nhưng mà nó sẽ sáng rất chậm. Hôm nay chúng ta có một cái tạo khối mới là tạo khối của Moe Kiss. Và một cái mình rất là không thích ở những cái packaging của Moe Kiss đấy chính là nó lì. Mà lì thì mọi người biết sao? Nhìn này, nó dính hết những cái kiểu son xiếp lên ấy. Mình có thể làm bao bì kiểu khác được không ạ? Đây, mình sẽ dùng cái màu nâu này để tạo khối vampire, mũi cao, tạo khối nè. Cái khối này thì lên khá là đậm, đậm hơn so với lại cái khối của Julido nha. Đây, cái khối nó sẽ đậm hơn nha. Tàm cái khối này cho nó đậm đậm lên. Khối thì mọi người cứ khối từ cái hốc mắt khối ra này, chứ đừng có khối từ cái chỗ này nha. Đấy. Xong rồi mình sẽ tan, mọi người đừng lo. Nhìn nó có vẻ cục cục quê thì chúng ta phải tan nó ra. Mọi người có xem phim Chạm Vạng không? Có một thời mình kiểu khá là thích xem mấy cái phim kiểu dạng như thế. Kiểu nó đen tối, cái nước màu nó cứ tối tối, xong rồi rất phù hợp để xem vào mùa đông. Bây giờ có phim nào kiểu phép thuật xong rồi làm như thế không nhỉ? Phép thuật Win Enchantis. Thôi đừng, sợ lắm. Có một thời mẹ biến hình cái Enchantis tôi sợ vậy, bị ám ảnh luôn. Rồi, sau đó thì mình sẽ đẩy cái khối trắng vào giữa. Thử xem cái khối trắng này có đẹp không. Đây là khối trắng gạo. Khối này ok nha, sáng. Rồi, sau đó thì mình sẽ dùng cái cọ vát này và vát ở phía xương hàm này vô. Thì với cái make up look này mình cứ làm cho nó mạnh tay lên. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Hai màu da khác nhau. Cái mặt vuông tròn như kiểu của mình ý, thì lúc thì nếu mà mình tìm được cái góc đẹp ấy thì cái mặt nó sẽ rất là vi lai. Nhưng mà khi nào phải cái góc chết thì ta nói cái mặt nó bị ra như kiểu là cái thúng luôn. Nhưng mà thôi, mình cũng chẳng thẩm mỹ gì đâu, sợ lắm. Bây giờ nhìn thấy rất nhiều hậu quả của phần thẩm mỹ rồi. Các bạn biết là tiêu filler bây giờ là người ta còn tiêm ở ngoài đường, có nghĩa là filler xách tay. Các bạn ngồi quán trà đá cũng có thể tiêm được filler. Ok, đã xong cái khối, bây giờ thì sẽ đến cái khuôn mặt bổng beo và thiếu sức sống nha. Bảng mắt của nhà Our Nose Alien Angel. Thì mình sẽ dùng một cái màu bổng beo là cái màu nâu này nha. Chúng ta sẽ làm sao để cho cái bọng mắt của mình trông nó càng bổng beo càng tốt nha. Là cái mắt nó phải kiểu như kiểu thiếu ngủ lâu ngày, không được quang hợp á. Đó, chưa gì nó thấy tiểu tụy rồi đó cả nhà. Màu nâu tiểu tụy. Chút nữa thì mình sẽ cho một cái màu kiểu hơi đỏ đỏ lên một chút, trông cho nó kiểu mạch máu nó nổi lên đi. Hôm trước thì trợ lý của mình bảo là nó edit cái video Halloween kia nó sợ quá, nên là hôm nay nó muốn làm cái kiểu gì vẫn Halloween nhưng mà nó hơi bủng beo, nhưng mà nó vẫn mang kiểu trông giống người ấy. Thế là mình làm cái make up này. Make up này mọi người cũng có thể làm để giả bệnh, giả ốm ấy, để nghỉ học ấy. Hôm nào thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách chụp ảnh cho sếp, là sếp sẽ cho mọi người đi về luôn. Ngày xưa mình cũng hay make up kiểu kinh kinh để mình trốn làm đó các bạn. Nói chung là đấy là lợi thế của những người
lên make up. Chồng mình ngày xưa là mình làm cho chồng mình một thời gian trong lúc mà mình đang vừa học vừa làm ấy. Thế xong rồi là mình nghỉ suốt. Có ai đi phỏng vấn xin việc là như thế này không ạ? Bây giờ một tuần em đi làm đi, em phải nghỉ 3 ngày. Anh có nhận em, mình không nhận thì thôi. Mình bảo thế. Mình bảo là đấy, cảm giác muốn nhận chỉ làm được thế thôi. Em hồi mình chiến phát ở trường ấy, thề với các bạn luôn. Mình đi làm mà mình không sợ ai. Thế xong rồi là lúc mà đi làm, thế xong rồi là có một bà, một con mụ chuyên đi kiểu bắt nạt ma mới, thế là định bắt nạt mình nhưng mà bắt nạt nhầm người mọi người ạ. Về sau im luôn, im bặt luôn. Ngày xưa là kiểu là hay bảo là em đi xuống lấy đồ ship của chị, what the fuck, nhưng mình chưa đi bao giờ mọi người ạ. Thế xong rồi mình cứ giả điếc, mình nhìn này, mình không đáp lại. Xong rồi nó nói khoảng tầm 5 lần, thế nó chán, nó sai đứa khác mọi người ạ. Thế nó biết là không ăn được mình rồi. Dễ gì bắt nạt được mình hả mọi người, trong mặt mình này mà. Khi nào mình sẽ làm một cái video để chống bắt nạt công sở ấy, mình sẽ cho mọi người. Đi đâu mình cũng combat lại mấy con mụ như thế mà. Mà mọi người biết không, những cái người mà hãm hãm ở trong công ty ấy, đấy chính là mấy cái bà mà có nhiều bà kiểu làm HR, mà tưởng đâu mấy bà đã làm CEO ấy, kiểu cứ bắt nạt ấy. Mình đã nhìn thấy rất là nhiều kiểu bất bình rồi. Xong rồi đã rất nhiều lần mình chiến đấu vì người khác. Đấy, cái series trốn công sở cũng khá là hay đấy. Ngày xưa là có một bà chị chơi thân với mình. Thế xong rồi là bà ấy, ý là bà ấy chưa có ý định nghỉ việc, mà bà ấy chỉ xem một số những cái job description của công ty khác thôi. Thì bà ấy quên không tắt máy tính. Mà quên không tắt máy tính thì nó hiện lên cái bảng đấy. Thì kiểu mình thấy cái công việc nào thì mình đọc nó chuyện rất bình thường mà. Thế nhưng mà con mụ HR ngó vào trong cái máy tính của chị đấy. Thế xong rồi mình ra, mình bảo ô chị ơi, máy tính cá nhân mà chị nhìn gì chị. Thế xong rồi bà ấy đi. Bà ấy đi xong rồi chiều hôm đấy cái chị bạn mình bị gọi lên và bị cho nghỉ việc. Với cái lý do là có ý định kiểu nhảy việc, xong rồi không trung thành với công ty ấy. Thế xong rồi về sau hôm đấy bà đấy là bạn thân của mình trước, cái bà mới bị cho nghỉ việc là bạn thân của mình. Xong về sau mình dí con mụ HR đấy luôn. Mình chửi nhau thẳng mặt với cái bà đấy luôn. Xong mình bảo là eo, làm gì mà xấu tính. Bà ấy nói gì mình cũng bị kiểu khó chịu ấy. Xong rồi mình đốt luôn. Bọn mình là phiên dịch không? Thì là sẽ có một nhóm phiên dịch ở đấy. Thì không cho cái bạn mới vào bà ấy làm công việc phiên dịch, mà bắt bà ấy đi thay giấy ở nhà vệ sinh. Thế là mình điên quá, mình mới đi xuống đấy, mình cầm luôn cái cuộn giấy vệ sinh, mình đặt lên cái bàn bà kia. Xong mình bảo là phỏng vấn xin việc cho người ta làm việc gì và để cho người ta làm việc đấy. Cái công việc mà thay giấy vệ sinh này là của nhân viên vệ sinh, tại sao lại bắt phiên dịch đi thay giấy vệ sinh? Thế mình nói cho một chàng, thế bạn kia vừa khóc vừa cầm tay mình. Xong mình kiểu cảm giác như mình là anh hùng ấy mọi người. Nhưng không ai dí được mình. Tại vì nói thật không phải là ấy đâu, nhưng mà mình giỏi. mình không sợ kể cả đuổi việc mình cũng thiếu đéo chỉ việc làm đâu. Thế là mình đi đâu mình cũng dí mấy cái người mà thích bắt nạt đấy. Mình đi làm mọi người gọi mình là chiến thần combat. Ok, xong rồi mình sẽ lấy một cái màu nâu này đi, màu nâu này nha. Đó, để mình đánh vào cái hốc mắt, cho cái hốc mắt của mình nó sâu vào để mình đi combat cho nó hiệu quả nha. Đây mọi người cứ muốn cái hốc mắt sâu thì đây là cái hốc này, cái chỗ mà cái con ngươi này ở đây này đấy, mọi người tán nó vào thì cái hốc mắt của mình rất là sâu. Đó, tạo nên cái vẻ hốc hác hơn. Đi làm đừng để cho ai bắt nạt mọi người, tại vì là rõ ràng mình đi làm là win-win trong công ty á, mối quan hệ hợp tác đấy. Có hốc mắt cho các bạn ơi, tiều tụy chưa? Chút nữa thì mình sẽ cho một ít cái phấn hồng hồng đỏ đỏ lên cho nó tiều tụy hơn. Mày nói tao giống một đấy mấy lần rồi. Có khi nào chị đánh cái môi như thế là em lại thấy giống. Xong con mắt nữa, chị nhìn đi con mắt đi. Trợ lý hãy pop up cái hình ảnh con đấy này. Giống. Ừ, cũng giống. Giống mà. Đấy, tiều tụy mọi người, tiều tụy. Ngày xưa mình nghỉ việc để quay về làm YouTube, mình thấy mình kiểu chăm vãi, vừa làm vừa sản xuất video, xong vừa edit video luôn, không có ai phụ. Nhưng mà đến khi mà có trợ lý thì mình cảm thấy là mình lười hơn rất là nhiều nha. Kiểu mình bị ỉ lại đó. Ngày xưa kiểu không có tiền, bảo là bây giờ không làm thì là không có gì đổ vào mồm, nên là bắt buộc là phải chăm chỉ. Nhưng mà bây giờ thì mình có lười một chút thì cũng có chồng mình đỡ. Đấy là lợi thế của việc lấy chồng đó mọi người. Nhưng mà lấy chồng phải chồng thương mình cơ. Nhưng mà mình vẫn làm mọi người ạ, chứ không thì ăn bám chồng được. Xong mình sẽ lấy một cái cọ
họ sạch nhá, mình blend cái màu đen này ra. Khi mà mọi người sử dụng những cái phấn mà màu đen ấy thì rất là phải để ý cái cọ nha. Tại vì màu đen nó không giống những cái màu khác, chỉ cần nó dính một tí màu đen thôi. Mọi người ví dụ như là dùng cái cọ màu đen để đánh màu hồng lên là nó sẽ toang luôn ở makeup. Cho nên là cái cọ nào mà sử dụng màu đen thì chỉ dùng để blend màu đen thôi. Mẹo đó nhớ nha các bé. Màu đen này mình đã tốn mất bao nhiêu makeup look vì cái màu đen này. Nhưng mà mình thấy nó chưa đen lắm, mình sẽ cho thêm màu đen vào. Nâu đen. Lại blend nó ra. Đen rồi đó. Mọi người thấy mình cầm cọ kỳ lạ. Nhưng mà cầm cọ kiểu này rất chắc tay. Ngày xưa mình cầm cọ tay mình run như thế này, kiểu không quen ấy, kiểu mỏi ấy. Nhưng mà sau bây giờ kiểu makeup nhiều quá thì xong rồi tay nó cứng luôn. Bị run tay ấy là makeup khó. Ví dụ kẻ eyeliner các thứ là tay phải cực kỳ cứng. Kẻ nó mới ok được. Và cái thao tác khi mà mình cầm cọ ấy, là khi mà mình thao tác lên trên da phải cảm thấy là da của mình nó không bị đau thì mới gọi là cái thao tác ok. Còn nếu mà các bạn di cọ mà các bạn cảm thấy là mặt của mình nó rất là rát ấy thì thứ nhất là cái lông cọ nó không ổn, cái thứ hai là các bạn di quá mạnh thì da của các bạn nó sẽ bị đau. Thì các bạn lưu ý là khi mà các bạn để ý là nếu mà các bạn book makeup artist mà giỏi á là cái việc mà họ đưa cọ lên trên mắt ấy, rất là nhẹ nhàng, không hề làm da mặt chúng ta bị đau. Còn nếu mà book makeup lỏ á là các bạn sẽ thấy đau nha, họ di cọ rất là mạnh. Kể cả hoặc là mình makeup mà mình di cọ mạnh mình thấy đau là cái kỹ thuật của mình đang không đúng. Nên khi mà di cọ lên là phải cảm nhận được cái độ mềm của cọ này và không bị đau thì đấy mới là kỹ thuật đúng. Di cọ rất là nhẹ nhàng giống như kiểu đang múa ở trên mặt ấy. Ngày trước mình kiểu bị di mạnh ấy, xong rồi lúc nào cũng cảm giác như kiểu là đau, xong rồi mỗi lần makeup xong rồi nó rát hết cả mặt ấy. Nhưng mà từ lúc học makeup ta nói không biết là mình make có đẹp không, nhưng mà ít nhất là cái kỹ thuật của mình nó chuẩn hơn, chắc tay hơn. Nên nếu mà các bạn đang phân vân trong cái việc mà muốn level up bản thân thì mình nghĩ là nên đi học, thứ nhất là một khóa make up cá nhân, và thứ hai là giọng nói cách ăn mặc các thứ ấy. Mọi người có thể là nếu mà không có điều kiện book học thì có thể là học ở trên YouTube, rất là nhiều những cái tip hay mà ngày xưa mình cũng học được ở trên YouTube. Tiếp theo là mình sẽ dùng cái bảng Chili Moon của nhà Etude House. Thì ở đây sẽ có một cái màu như này này, thì không phải đỏ lắm mà nó kiểu đỏ nâu, nó nâu nâu thêm nâu đấy, màu rồi đó, thì mình sẽ đánh thêm vào. Còn bây giờ nếu mà đánh đỏ chót ấy thì nó sẽ không matching với lại cái màu đen đen nâu nâu này đâu, là mình sẽ đánh một chút ở dưới này để cho nó kiểu ma mị ấy. Nhưng mà hình như là ở trên Tây Bắc à có ma cà rồng nha cả nhà nha, không biết có thật không nhưng mà rất nhiều người confirm là thật, có thể nó là một cái hội chứng thiếu máu gì đấy, tôi nghĩ vậy các bạn. Kiểu người ta sẽ thèm ăn tiết ấy. Nhưng mà bây giờ kiểu thời đại phát triển rồi, có tiết heo, tiết bò, tiết lợn, tiết gà nên chắc là họ cũng không thèm lắm nữa đâu. Thì mình nghĩ nó là một cái hội chứng gì đấy thôi, thiếu máu kinh niên. Nhưng mà kiểu quả hút dương khí các thứ thì mình cũng not sure. Mọi người đừng lo nhé, chút nữa mình sẽ dùng cái sau phấn thì không sợ nó khô đâu, phấn thì tao thoải mái mình lấy chồng. Đấy, cái makeup Halloween này quá là dễ luôn, làm nào cho da nó bụng beo là được. Mình sẽ không có kẻ lông mày mà mình sẽ dùng một cái màu mascara lông mày màu số bao nhiêu đây, màu số 02 Natural Brown, là một cái màu nâu nó rất là sáng và mình sẽ chỉ chuốt cái lông mày thôi để
tạo cái cảm giác bủng beo và ít lông mày, chứ mình không muốn kẻ lông mày quá là đậm. Đấy, nó chỉ hơi như thế này thôi, chuốt để làm sao cho cái lông mày nó đi vào nếp. Hôm nay makeup rất là nhanh gọn lẹ. Đấy, bác nào mà muốn lựa chọn một cái makeup Halloween nhanh gọn lẹ để cứ cái này và phang cho tôi, chỉ có màu nâu với lại màu hơi đỏ, nâu đỏ đấy, hai cái màu này. Đấy, thế là xong cái lông mày rồi, chúng ta chỉ chuốt chuốt lên một tí thôi, gọi là cho nó có một chút lông nó dựng lên là được, nhanh, không có phải gầy sợi gầy xiếc gì cả. Không có vampire nào có thời gian đi gầy sợi xong đi hút máu hết mọi người ạ. Mình không có lông ở đuôi lông mày á. Thế nên là mình mới phải đi xăm lông mày. Nhưng mà nhá, xăm lông mày xong mọi người bảo là mình cần phải đi xăm lại lông mày đi, bởi vì nó nhạt. Nhưng mà mình thích kiểu nhạt như thế, bởi vì mình chỉ cần cái khuôn thôi. Sau đấy thì mình lại gẩy sợi theo cái khuôn đấy cho nó nhanh. Bây giờ thì mình sẽ tạo một cái khối là một khuôn mặt hốc hác. Để tạo một cái khuôn mặt hốc hác thì chúng ta sẽ cần có một cái tạo khối. Và mình sẽ dùng lại cái tạo khối này và sử dụng cái cọ vát. Và mình sẽ các bạn nhìn này, khi mà mình nó lộ xuống ra thì chúng ta sẽ dùng cái này bám đến cái chỗ mố môi này. Đấy thì trông cái mặt mình nó sẽ siêu hốc hác. Rồi cái xương là nó sẽ tạo một cái vẻ tiểu tụy. Mình thấy cái tạo khối này của Moikis nó rất là phù hợp với lại những cái makeup mà đậm ấy. Tại vì màu nó lên rất là đậm, còn cái bảng Julido ấy nó lại kiểu thiên về sự tự nhiên. Cái màu nó lên không quá đậm cho nên mọi người có thể mạnh tay. Nhưng mà riêng cái bảng này thì mọi người nên nhẹ tay nếu mà muốn làm những cái makeup look nhẹ. Còn đâu là đậm hay là makeup đầy ấy, cái bảng này nó rất là phù hợp nha. Bây giờ thì mình sẽ dùng cái màu trắng, cái phấn màu trắng này, để mình đẩy vào cái chỗ giữa này. Đây này, mình đang muốn cái chỗ này nó trắng hơn thì mình sẽ dùng màu trắng để mình đẩy nó lên, kiểu nâng cơ á. Và cái chỗ dưới này nữa. Con mình về đấy các bạn. Có thể các bạn sẽ lại nghe thấy những tiếng hét. Đấy, các bạn đã nhìn thấy cái mắt mình trông nó rất là tiều tụy rồi. Và đây là cái điều mà chúng ta muốn. Tiều tụy. Mình sẽ dùng cái màu bủng beo này mình đẩy một chút. Má bụng beo á, mình để lên đây. Mình sẽ dùng cái màu nâu đỏ này, mình cho một chút vào mũi, tạo cái cảm giác kiểu mũi đỏ. Nhưng mà đỏ này không phải là đỏ kiểu đầu jean mà là đỏ kiểu đỏ lạnh ấy, cho nó trông cho nó kiểu là vì do thời tiết lạnh quá nên là cái da nó đỏ lên, chứ không phải là đỏ kiểu đầu jean nha. Một chút ở dưới cằm. Sẽ dùng cái màu này để tan vào lòng môi làm base. Tại sao lại là phấn? Tại vì là mình muốn mà vẽ cái màu nó còn loang ra cả mồm cơ, nó loang ra hết, giống như kiểu là vừa ăn máu ăn tiết xong ấy. Nên là mình sẽ dùng phấn để mình loang ra. Đó, đẹp chưa? Cái màu này đẹp đấy. Cái bảng Etude House này mọi người nên mua nha, màu đẹp lắm, màu kiểu tông ấm ấy. Mọi người thì hay xem cái personal color để mà tìm cái tông phù hợp với mình ấy. Nhưng mà mình thấy là mặc dù mình là kiểu người hợp tông lạnh, nhưng mà mình thấy mình đánh tông ấm cũng được.
nói chung là tùy. Ví dụ như là make up hàng ngày thì chúng ta có thể làm cái personal color cho nó phù hợp với bản thân, nhưng đôi khi mình cũng nên thử thách với những cái tông khác. Mình sẽ tô loang hết cả cái mồm cho mình có vừa ăn tiết xong nha. Khi mà các bạn dùng phấn mắt để mà làm base môi thì nó sẽ cho mình một cái độ chuyển màu rất là đẹp. Son Moi Kiss màu số 07 rất phù hợp để đánh cái tông này, một tông bụng veo. Mùi thơm á. Highly recommend mọi người mua cái dòng son bồn của Moi Kiss nha. Chất rất là đẹp luôn. Mình thấy đặc điểm của những cái son nội địa chung ấy là thứ nhất là bảng màu cực kỳ đa dạng. Nó có cả màu tông tây, màu tông tươi, các thứ nó đều có hết luôn ấy. Bây giờ mình cảm giác như mình trong cái tủ đồ của mình toàn là son nội địa chung luôn. Tại vì nó kiểu rất là biến hóa này, xong cái chất lượng nó cũng đẹp nữa. Ngày xưa thì mình hay dùng son US UK, nhưng mà bây giờ cảm thấy son nội địa chung còn đẹp hơn. Thật sự đánh cái son bùn này ưng lắm luôn ý. Mình sẽ sử dụng cái màu nâu đỏ này, mình tan vào giữa lòng môi. Đó. Và một cái màu nâu đậm hơn, màu nâu đen này, tan vào lòng môi nữa. Ok, thế là xong rồi nha mọi người ơi. Rồi, mình đã đội tóc giả xong rồi. Mình sẽ lấy cái phấn đen đen này, mình sẽ chấm lên trên cái. Cái này là hồi trước mình đi chụp ảnh, mình đã chót xịt phồng lên rồi, nên nó sẽ bị phồng. Cái chân tóc này nó sẽ bị lộ lộ, thì mình sẽ lấy phấn mình chấm lên. Và bây giờ là thời khắc của chai máu này. Mình sẽ để cái mẫu này ở khóe môi nha. Nè, mọi người thấy dùng máu thật chưa? Sau khi có một cái look như thế này rồi mà mọi người muốn dọa người khác một chút xíu nữa, thì mình có một cái tip dành cho mọi người. Đấy chính là viên kẹo máu. Cái này thì chúng ta sẽ đặt viên này ở trong mồm và chúng ta cắn ra thì cái máu nó sẽ trào ra khỏi mồm. Cái này thì chuyên để dành cho hóa trang, cho nên là các bạn đừng lo, nó chắc là nó sẽ như kiểu siro thôi. Đây cũng là lần đầu tiên mà mình thử cái này, thì chúng ta sẽ cùng thử với nhau nhá. Nhưng mà mình đang không hiểu là mình cắn ra hay như thế nào nhỉ? Không thể cắt ra trước, sau đấy thì đè vào trong mồm, xong rồi cắn ra thôi. Thử nha. Sợ. Hy vọng là mọi người sẽ áp dụng những cái tips make up của mình thành công và sẽ có được những cái look Halloween theo ý mà các bạn mong muốn. Đừng quên like, share và subscribe channel của Ngân đây nha. Bởi vì mình sẽ trở lại với những cái video hữu ích hơn dành cho mọi người. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau.